Xin chào mọi người nha. Hôm nay Hương sẽ chia sẻ cái chủ đề đó chính là phụ nữ thì chúng ta đừng có bỏ bê cái bản thân của mình. Hương biết bản thân ai cũng vậy, chúng ta rất là bận rộn với lại cái công việc của mình, rồi thậm chí là gia đình và con cái của mình, và có đôi khi chúng ta lại quên mất đi cái việc là chúng ta phải chăm sóc cho bản thân của chính mình. Nhưng mà đến lúc mà mình nhìn lại rồi, mình thấy trời ơi, sao da mình lỗ chân lông nó to quá, những cái sạm nám tàn nhang trên da của mình nó bắt đầu nó xuất hiện rất là nhiều, và thậm chí các bạn cười một cái nếp nhăn trên da của mình nó cũng xuất hiện, thì đó chính là cái dấu hiệu lão hóa, là do chúng ta đã thiếu đi cái sự chăm sóc cho chính mình. Thì Hương nghĩ cái cách đơn giản nhất để mọi người có thể chăm sóc da của mình, nếu như các bạn quá bận rộn giống như Hương vậy đó, thì các bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm mà nó có tích hợp nhiều chức năng. Ví dụ như đây là cái sản phẩm phấn nước của Mixi, thì nó sẽ có tác dụng đó chính là ngoài cái việc nó tạo cho mình một cái lớp make up mịn màng trên da nè, thì nó còn che được những cái khuyết điểm sạm nám hay những cái lỗ chân lông to ở trên da, để nó khiến cho làn da của mình nó sẽ được trắng hồng và đều màu da. Những bạn nào dù da thậm chí nhạy cảm đến cỡ nào giống như Hương thì chúng ta cũng có thể sử dụng được, bởi vì chúng ta yên tâm là càng sử dụng thì làn da chúng ta càng đẹp lên, bởi vì 98% là cái thành phần rau má và nha đam, nó sẽ nuôi dưỡng từ sâu bên trong của làn da. Đây là cái sản phẩm mà Hương cảm thấy rất là tiện lợi, bởi vì chỉ mất có 2 phút thôi, thậm chí là 1 phút 30 giây thôi. Các bạn chỉ cần chúng ta dặm nhẹ lên da của mình như vậy nè. Đó, những cái khuyết điểm trên da nó sẽ được che đi, và nó sẽ bảo vệ cái làn da của mình khỏi tác hại của ánh nắng, ngăn ngừa những cái sắc tố melanin ở trên da, khiến cho làn da của chúng ta nó được căng bóng một cách rất là mịn màng. Vậy thì Hương nghĩ rằng là cái cách nhanh nhất để chúng ta bảo vệ cái làn da của mình, đó chính là chúng ta phải tìm được một cái sản phẩm nó phù hợp với làn da của mình. Chăm da sớm hay muộn không quan trọng, bằng cái việc chúng ta phải chăm da một cách đúng cách để mà chúng ta sẽ cải thiện cái làn da. Khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn sẽ thấy những cái sạm nám và tàn nhang á, từ từ nó sẽ mờ dần. Bởi vì sao? Bởi vì khi có cái độ chống nắng và cái độ dưỡng da, thì những cái đốm nâu, những cái tàn nhang trên da của mình nó sẽ bắt đầu mờ dần để nó sẽ sáng ra, và đặc biệt rất là tự nhiên để chúng ta có thể đi làm, đi chơi, thậm chí là cái người ngồi cận sát bên mình cũng không bao giờ thấy nó có một lộ một tí xíu nào về cộm phấn hết. Bởi vì nó là một cái dạng lỏng nên nó sẽ thấm sâu vào trong da của mình, nó nuôi dưỡng cái làn da của mình, khiến cho làn da của mình nó được căng tràn sức sống và nó mịn màng hơn. Qua video này thì Hương cũng muốn nhắn nhủ với tất cả các chị em phụ nữ của mình là chúng ta phải yêu thương bản thân của mình, bởi vì làn da nó sẽ quyết định cái độ tuổi của mình. Nên là nếu làn da của bạn nó căng bóng mịn màng, nó sẽ cho chúng ta thấy được một cái cảm giác, đó chính là cái gương mặt của mình nó sẽ được trẻ trung hơn, và nó làm cho chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn khi chúng ta đi gặp tất cả những bạn bè, những người thân của mình. Chúc cho các bạn sẽ đón một cái năm mới với một cái làn da vô cùng tươi tắn và mịn màng, để chúng ta sẽ tự tin để gặp gỡ tất cả mọi người.